Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một căn siêu nhà phố diện tích khủng tại trục đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 11 quận Gò Vấp nha. Căn nhà mình là một căn nhà góc hai mặt tiền đường với diện tích là ngang 4m2, sâu 21m, có thang máy và đang được giảm giá bán lỗ tới 1 tỷ 500 triệu đồng nha. Với giá gốc là 14 tỷ 500 triệu và bây giờ chỉ còn giao bán với giá là 13 tỷ thôi. Tặng full nội thất khoảng tầm 2 tỷ đồng. Căn nhà góc cực phẩm và thiết kế kiểu mẫu tân cổ điển, toàn bộ nội thất gỗ họ đỏ Nam Phi hết luôn. Ngang 4m2, sâu 21m. Mặt tiền bên hông thì rộng tới 10m, mặt tiền trước nhà rộng khoảng tầm 5m nha. Một căn nhà góc có cửa bên hông và cửa đường trước. Cửa bên hông của nhà mình hướng chính là hướng Bắc và cửa đường trước hướng Đông. Thì anh chị đa số là chúng ta đi cửa hông. Một căn nhà góc hai mặt tiền với cái mặt tiền bên hông rất là rộng và thoáng nha mọi người. Giá bán bây giờ chỉ còn giao là 13 tỷ đồng thôi, tặng 2 tỷ tiền nội thất. Căn nhà rất đẹp, đường trước nhà rộng 10m, nằm trong khu đồng bộ, cực kỳ cao cấp và sang trọng luôn. Hẻm một xẹt sát với đường chính Nguyễn Văn Khối nha, chỉ cách trục đường Nguyễn Văn Khối khoảng tầm 50m thôi. Một căn nhà rất tuyệt vời, diện tích khủng, ngang 4m2, sâu tới 21m. Mặt tiền bên hông này như tòa tháp luôn, có rất nhiều cửa sổ ra hông và ban công bên hông luôn. Căn nhà mình hẻm một xẹt, hẻm thông, kinh doanh buôn bán nha. Anh chị cô chú nào muốn mua thì hãy gọi ngay về tới bên nhà Đặt Bá Hưng. Nhà góc rất là thoáng luôn. Mặt tiền nếu mà tính ngang 21, sâu 4m2 cũng được nha. Phía trong đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô. Thiết kế một trệt đúc kiên cố 3 lầu. Khoảng gara thì đậu thoải mái được 2 xe hơi. Cực kỳ là dài nha. Thế đây thì anh chị có thể làm khu vực kinh doanh cũng được. Căn nhà mình có thang máy 450kg. Và tặng full nội thất của gò đỏ cả 2 tỷ đồng. Có cửa bên hông và cửa đường trước. Cửa đường trước đã bị khóa rồi. Giảm giá bán lỗ tới 1 tỷ rưỡi. Bây giờ chỉ còn giao bán là 13 tỷ đồng chẵn thôi. Thì quý anh chị nào mua thì hãy gọi ngay về tới nhà Đặt Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình của anh chị, để chúng ta đi xem và sở hữu ngay căn nhà siêu nhà phố thang máy này. Nội thất toàn bộ của gò đỏ rất là đẳng cấp, rất là xịn sò nha mọi người. Cầu thang làm của gò đỏ Nam Phi hết luôn. Phía trong thì có giường, nệm, tủ, bàn ghế gỗ gò đỏ hết nha. Nội thất gỗ hết. Hiện giờ rất là ít nhà làm đồ gỗ. Thì đồ gỗ rất là mắc, nên là anh chị nào muốn mua thì hãy gọi ngay về tới bên em Hưng. Tủ kệ này, tủ lạnh 2 ngăn, tivi thì tặng cái 5 cái tivi 65 inch. Bộ tủ bếp, bộ bếp có hết luôn. Bên hông thì có cửa sổ, chúng ta nấu ăn thì rất là thoáng nha. Một căn siêu nhà phố diện tích khủng. Nhà mình thì căn nào cũng có, căn nào cũng có phòng tắm, nào cũng có bồn tắm nha anh chị. Một căn siêu nhà phố diện tích rất là khủng khiếp. Ở đây thì tủ bếp của gò đỏ Nam Phi làm bồn đá, có bếp điện từ, máy hút khói, dán kính cường lực và dán đá trắng rất là đẹp nha. Căn nhà cực kỳ đẳng cấp, xịn sò, giá bán bây giờ chỉ còn giao bán 13 tỷ tròn thôi. Và anh chị nào, cô chú nào quan tâm thì hãy gọi ngay về tới nhà Đặt Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, chúng ta đi xem và sở hữu ngay siêu phẩm này. Nếu mà tính là chúng ta sẽ có 6 phòng ngủ nha. Nhưng mà chủ nhà bố trí một phòng karaoke, một phòng xông hơi, phòng tắm xông hơi, nên là còn có 4 thôi. Đây, bắt đầu đến với phòng ngủ này. Mỗi phòng thì có một toilet, 6 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh, có khu vực giặt phơi đồ. Phòng ngủ bố trí giường 1m8, giường gỗ gò đỏ và nệm đầy đủ nha. Có cửa sổ ra ngoài ban công. Máy lạnh có hết luôn rồi. Đồ cao cấp xịn sò. Giá thì đã được giảm ngay 1 tỷ 500 triệu đồng. Anh chị cô chú nào muốn mua thì hãy gọi ngay về tới bên nhà Đặt Bá Hưng để được sở hữu ngay căn nhà siêu nhà phố góc này. Rất đẹp, rất là đẳng cấp luôn.
Vị trí cực kỳ tuyệt vời. Và anh chị nào hợp Đông Tứ Trạch thì chúng ta có thể mua được. Phòng ngủ nào cũng có tặng hết tivi nha mọi người. Tủ gỗ có đỏ hết, không có đồ ván ép. Bồn tắm thì sử dụng bồn tắm nằm loại lớn, bồn cầu khối cũng loại mắc tiền và vỏ sen thuyền. Cái cũng cao lên hết tường. Ở khoảng giữa này cũng được trang trí rất là đẹp, có thang máy. Phía sau thì là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ nào cũng có giường tủ máy lạnh và tivi hết nha. Đấy, bồn tắm hết luôn. Toilet rộng có bồn tắm hết. Giá bán chỉ có 13 tỷ thôi. Quý vị khách hàng nào xem video thì chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng. Bên hông chúng ta có cửa sổ để cho chúng ta ra ban công ở phía hông này. Căn nhà cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ đẹp. Đây là lầu 1 nha mọi người. Giá giảm rồi, hợp lý cho mọi người mua. Mua trong dạo tháng 6, tháng 7 này giá rất là rẻ luôn. Toàn nhà nhà giảm giá. Chị mua có thể mua được cái giá gốc, giá đầu tư. Chúng ta cùng em di chuyển vào thang máy để lên phía trên. Thang máy 450 kg, thang máy nhập khẩu. Đi vù vù nha. Trên này là khu vực lầu 2, phòng ngủ số 3, số 4 nhau anh chị. Có giường tủ máy lạnh hết luôn. Giống như bên dưới nha. Phòng ngủ rộng và rất thoáng, rất là thoáng mát. Nên anh chị nào xem video thì hãy ủng hộ em một lượt đăng ký kênh, bấm chuông ngay để sở hữu căn siêu nhà phố này. Giá bây giờ chỉ còn 13 tỷ thôi. Khá là êm cho anh chị nào mua để ở. Riêng tiền nội thất gỗ đang mất 2 tỷ rồi. Đồ khá là nhiều. Chủ nhà xây ở vào đồ rất là nhiều, toàn bộ là đồ cao cấp, đồ mắc tiền. Phòng số 4 cũng giống như bên dưới nha, có cửa cho chúng ta ra ngoài phía ban công. Phòng ngủ thoáng và rất là mát luôn. Mọi người xem video thì nhớ ủng hộ em một lượt đăng ký kênh, bấm chuông và gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng. Bên em thì sẽ cố gắng làm giá tốt nhất cho anh chị mua một cái giá rẻ và hợp lý với túi tiền. Thì đội ngũ bên em cũng đông, cũng cố gắng làm giá thương lượng tốt nhất. Di chuyển lên trên thì chúng ta sẽ đến với khu vực phòng karaoke và khu vực phòng xông hơi, phòng tắm thư giãn. Karaoke ở đây thì được tặng lại sofa da này, có tivi lớn, dàn loa âm thanh, hệ thống đèn led, đèn led rất là đẹp luôn, y như những cái phòng karaoke vậy. Hệ thống dàn máy lạnh thì dàn máy lạnh khổ lớn, do phòng nhà mình rất là lớn nha. Có ban công ra ngoài. Căn nhà tuyệt đẹp, tuyệt phẩm. Giá thì giảm, còn có 13 tỷ thôi. Quý vị khách hàng nào xem video thì hãy nhớ gọi ngay về tới em Hưng. Giá đã hợp lý cho anh chị mua để ở rồi. Căn nhà góc và kinh doanh buôn bán thuận tiện. Rất đẹp nha mọi người. Và di chuyển vào trong sẽ là khu vực phòng tắm, phòng xông hơi khô. Thang máy thì lên đến nóc luôn nha, lên đây luôn. Đây phòng tắm thì có bố trí bồn tắm nằm lớn, máy chạy bộ, tủ, kệ tivi, bàn làm việc đầy đủ luôn. Phía sau trong thì có nhà vệ sinh, cũng có thể làm phòng ngủ được. Phía sau sẽ là nhà vệ sinh và khu vực để máy giặt phơi đồ.
video ở khúc này. Nhà đã được làm thiết kế rất là đẹp, rất là đẳng cấp rồi. Anh chị nào xem video hãy gọi alo ngay về tới bên em Hưng để chúng ta đi xem và sở hữu căn nhà này. Bên hông có cửa để ra ban công hông này. Cửa đỏ hết luôn. Đấy, khu vực ban công bên hông. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.